này thì mình đang có mặt ở trên phần mái của nhà anh Thức các bạn ạ. Đó thì ở đây thì bên mình đã triển khai thi công được 4 ngày rồi. Và bên mình đã thi công hoàn thiện cái phần xương, bắt đầu vào triển khai cái phần lợp ngói. Ở đây thì anh Thức làm cái nhà mái Nhật 2 tầng với cái mái trên và một phần sảnh của cái mái tầng 1 các bạn ạ. Đó thì ở đây thì anh đang bắt đầu chúng tôi đang triển khai cho anh ở cái phần mái trên và đã thi công được 4 ngày rồi và bắt đầu vào phần lợp ngói. Và ở đây thì anh Thức đã sử dụng cái hệ khung kèo trọng lượng nhẹ liên kết 100% ốc vít, như các bạn cũng thấy tất cả các mối liên kết đều là bằng ốc vít hết các bạn nhé. Đó đây các bạn có thể thấy đây. Đó, liên kết 100% bằng ốc vít, không hàn xì bất kỳ một mối hàn nào. Đó và ở đây thì anh sử dụng hệ kèo đủ các bạn ạ. Hệ kèo đủ, khoảng cách giữa các cái thanh kèo, các cái kèo đó là nhỏ hơn 1m2 một kèo các bạn nhé. Đó các bạn chú ý là ở đây chúng tôi đa số các công trình, đến 99% công trình của bên tôi đều sử dụng hệ kèo đủ các bạn ạ. Đó. Thứ hai là anh ở đây thì cái phần ô téc nước các bạn có thể thấy là anh đã để xây một ô ở bên ngoài. Đó các bạn. Các bạn có thể chú ý khi mà xây cái ô téc nước để bên ngoài như này thì theo kinh nghiệm của chúng tôi thì thường là xây khi chúng tôi đã bắt đầu dựng được khung, tạo được cái độ dốc của cái mái. Đó thì các bạn sẽ xây chèn vào để tránh trường hợp mình xây trước mà mình lại phải đụng chạm đến việc là phải đục tỉa các bạn ạ. Đó, đây các bạn có thể xem được chưa? Đó. Ở đây thì khi mà thi công thì nhà anh Thức đã chát cái phần mép ngoài, cái phần mép phào ấy, anh đã chát rất là cẩn thận rồi. Đó các bạn có thể xem ở đây. Anh đã chát và lấy phẳng rất là đẹp. Và khi đó thì chúng tôi triển khai nó rất là thuận lợi. Các bạn xem. Cái phần ngói đua ra thì chúng tôi thường là để đua ra khỏi mép tường từ 8 đến 10 phân. Các bạn có thể xem ở đây. Đây ạ. Từ 8 đến 10 phân các bạn nhé. Ở đây thì chúng tôi để khoảng 10 phân. Cái hệ thống máng xối bằng inox 304 các bạn ạ. Đó và chúng tôi dập theo cái tiêu chuẩn của thép và tiêu chuẩn của cái máng, làm sao để đảm bảo nhất rằng là cái nước nó không bị hắt ngược vào trong mái. Đây các bạn có thể theo dõi anh em thợ đang triển khai đó, bắn vít cái phần máng inox và chi tiết cấu tạo của cái máng inox đó, các bạn có thể theo dõi. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về cái việc thi công khung kèo thép siêu nhẹ, hãy liên hệ với tôi, OK Siêm của TTT Việt Nam để nhận được nhiều hơn những cái tư vấn và những cái giải pháp tốt nhất cho mái nhà bạn. Xin cảm ơn.